Không, không tối đâu. Tại đấy. Mà em về đến đây chắc cũng không đến nỗi gần lắm. Tôi vẫn những cái chưa like cho anh. Ba nhắn tin. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ với em đi nào. Để em mặc cái này mồi đã. Nhiều em xinh lắm. Nhiều em xinh lắm, các bà chia sẻ với em đi nha. Trời ơi, bà đang xinh thôi, bà đang xem chia sẻ với em đi nào. Bà biết em lại bị Facebook hỏi thăm rồi. Hello, bà đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Chiều đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Ôi trời ơi, để em viết cái tút nha. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Hàng này em giặt hết rồi nhá, các bà chỉ việc về mặc thôi. Bà nào chưa chia sẻ luôn giúp em đi ạ. Ôi dồi, bà bị ông bia ơi, nhẹ thôi. Trần ơi chia sẻ rồi, à chia sẻ nhiều rồi Linh Trần ạ. Các bà chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em nhiệt tình xíu, làm em một lên mã nào, rất là nhiều em xinh luôn nhá. Để cao như này nó nhìn được cả chân. Hả? Để cao như này nó nhìn được cả chân. Mọi người chia sẻ đi để em có lên mã nào. Bà nào chưa chia sẻ luôn cho em đi ạ. Chia sẻ giúp em đi nào để em có lên mã nhá. Rất là nhiều dạ xinh luôn nhá. Bà nào chia sẻ giúp em trên 30 lần của ngày hôm nay em sẽ tặng một áo nhá. Chị nào chia sẻ giúp em 30 lần chụp ảnh màn hình rồi đấy cho em sẽ tặng một áo nhá. Sẽ tặng một áo cho bà nào chia sẻ giúp em trên 30 lần nhá. Bà nào chia sẻ trên 30 lần em sẽ tặng một áo cho bà đấy nhá. Chụp ảnh màn hình gửi lại cho em là ok nhá. Bà nào xem cho em một chấm đi để em có lên mã nào. Bà đâu xem chia sẻ giúp em nhé. Chị ơi đang xem chia sẻ giúp em nhé. Để em có lên mã nào. Bà đâu xem cho em một chấm đi nào. Em xem nào. Chị ơi đang xem chấm. Chia sẻ giúp em nhé. Chị nào đang xem chưa? À, chia sẻ cho em với cho em một chấm comment nhá. Chị nào đang xem cho em một chấm comment nhá. Dạ. Đống 200 nào. Chỗ nó mơ à, làm gì có đống 200 nào trong ví của cháu. Ai đang xem chấm bài cho em nhá. Đang xem chấm bài cho em nhá. Đang xem chấm bài đi ạ. Chia sẻ và viết tối thiểu cho em trên 10 nhóm nhá. Chị nào chia sẻ trên 30 nhóm em sẽ tặng thêm một áo nhá. Tặng nguyên một áo cho bà nào chia sẻ giúp em trên 30 nhóm nhá. Chia sẻ giúp em trên 30 nhóm em sẽ tặng luôn một áo nhá. Với điều kiện là phải chia sẻ giúp em trên 30 nhóm mới được tặng một áo nhá. Thank you chị Thảo Nguyễn nhá. Nhanh nào để em có lên mã nào. Chia sẻ chỉ cần 30 lần, trên 30 lần thôi là được tặng một áo rồi. Áo hôm nay đẹp cực kỳ luôn đấy. À, chia sẻ đi để em có lên mã nhá. Hà hôm nay em giặt hết rồi đó. Giặt thơm tho lắm. Hôm nay giặt hết rồi nhá. Về các bà chỉ việc lên dáng luôn thôi, không phải giặt lại luôn. Về các
các bà chỉ việc lên dáng luôn nha. Chia sẻ đi để em có lên mã nào. Bà đang xem chia sẻ cho em đi để em có lên mã nào. Trời ơi xinh lắm mà mọi người chẳng chịu chia sẻ cho em. Hôm nay quá đẹp luôn. Quá đẹp. Mà giặt rồi về chỉ việc mặc. Ai đang xem chấm bài giúp em nhá. Đang xem chấm bài giúp em ạ. Chia sẻ giúp em trên 30 lần chụp ảnh màn hình inbox cho chị Nhung thì sẽ được tặng một áo nhá. Chia sẻ trên 30 lần là được tặng một áo nhá, chỉ trên 30 lần thôi. Thôi bán thì bán luôn quá. Trời ơi ít người xem quá mà. Để câu tí. Thôi bán luôn đi. Em lên mã luôn nhá. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Mã đầu tiên em đang mặc nhá. Mã đầu tiên nhá. Em này không có đai ý. Thì là cho chị nào 65kg trở xuống mặc được nhá. 65kg trở xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 01 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 01 ạ. Cái này không đai cũng được mà thêm đai cũng được ạ. Ai thích eo thì thêm đai như em vừa lấy cho đẹp nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 01 ạ. 01 65kg trở xuống mặc vừa nhá. Tắt hộ chị cái lúc trên đấy. Đẹp lắm. Không đủ sáng đâu. Không đủ luôn. Vàng. Hôm qua vợ nhìn tối ngon luôn. 01 ạ, 01 của ai đây? 01 Đan Vi ạ. 01 Đan Vi nhá. Hello chị Trang Khang. 01 của Đan Vi thay luôn mẫu đi. Em lên mẫu mới luôn nhá. Đợi tí em thay cái đèn nhá. 01 của Đan Vi nhá. Em lên mẫu mới đây ạ. Trời ơi em này cũng đẹp này. Em này 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 58kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 02 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 02 nhá. Hello chị đội nhẫn. À quên, đội nhẫn. Đội nhẫn. Chưa. Áo không? Được rồi. Trời ơi quá đẹp. Cái này nó hơi quá, sao ngay góc chéo. Góc chéo nhìn ở đây nó lại không thấy lắm. Em này mã 02 nhá. 02 chốt cho chị Đan Vi nhá. 58kg đổ xuống mặc vừa. 02 chị Đan Vi ạ. Người kiểu đi mượn. Em này size nhỏ nhá. Em này size nhỏ 48kg đổ xuống mặc vừa nhá. 48kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 03. Em này gần giống kiểu dáng vest. Ai lấy em này chốt cho em mã 03 nhé. 48kg đổ xuống mặc vừa. 48kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy chốt cho em mã 03. Em 52kg nhé. Em 52kg mặc nhìn nó hơi nhỏ. 48kg đổ xuống mặc vừa nhé. Ai lấy chốt cho em mã 03. To nhỏ miễn đẹp là mua. Em này xinh này Trang Khang ơi. Em này người nhỏ nhỏ mặc xinh nè. Em này nhỏ nhỏ đấy ạ. 48kg đổ xuống mặc vừa nhé. Bên trong đây ạ. Bà nào chưa chia sẻ luôn giúp em đi nào. Ai lấy em này mã 03 nhá. 03 thì Trang Khang. Ok bà Trang Khang 03 nhá. Nóng quá. Không bán được. Em này ạ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 04 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 04 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa dáng dài nhá. Ai lấy chốt cho em mã 04 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa. 04 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Dạ. Cái này cũng phải dãy. Là dãy ép chị Đan Vi. Cái này dãy ép nhá. Tại em không biết chất đâu. Em phải tham khảo vào Nhung. Chị Minh Ngọc trộm chân rồi, 04 của bà Đan Vi nhở. Đúng không? Cái này ấn 04 Đan Vi ạ. Em sinh năm 96 ạ. Linh Linh ơi đuổi trộm gì đây? Cảnh báo là em sinh năm 96 của em, chồng của con. Mày bà đừng có mà tâm tiên. Chắc định mối cho em dai.
Định giữ mối cho em dai à? Em này ạ. Em này 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 05 ạ. 52kg đổ xuống mặc vừa. Cái này lỡ nhá. Cái này lên dáng cũng đẹp này. Vâng. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 05 ạ. Bà đang xem chia sẻ giúp em 05 mặc cái váy như cái váy trong của em ấy. Cái nào ngắn ngắn tầm này trông đẹp này. Sang 05 nhìn sang chưa? Ai lấy cái này chốt cho em mã 05 nhá. Vâng. Em 96 mà. Ai lấy cái này chốt cho em mã 05 ạ. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 05 chị Trang Khang ạ. Sang đây quạt xa quá ngắn nóng. Chồng ơi, Phượng bảo quạt xa quá. Phượng nóng. Em này 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Nó bê vào cám chạy nhanh quá. 56kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 06 nhá. 56kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 06 ạ. Hàng hôm nay cái nào nhìn cũng đẹp nhỉ. Giặt hết rồi, hôm nay về các bà chỉ việc lên dáng luôn á. Cái này giặt thơm lắm, bước vào nhà chị đã thấy mùi rồi. Thấy mùi hôi. Thơm thật mà. Ai lấy cái này chốt cho em mã 06 ạ. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 06 ạ. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Anh nghĩ nó không phải là nóng mà là do là đứng ở đèn bóng đèn thứ hai nên là không có quạt nó mới nóng. Với cả em khoác cái này mà. Vâng, cái này chất dạ hầu như cái nào cũng đẹp luôn đấy chị ạ. Bình thường là anh đang lạnh hết rồi. Không đọc mã lung tung. Tại em không biết. Không biết đọc kiểu gì. Cái bà chia sẻ với em, bà nào chia sẻ luôn. Ai lấy cái này chốt cho em mã 06 nhá. Giờ em đọc mã lung tung ạ. Ai lấy chốt cho em mã 06 nhá. Cứ đặt chung thành một mã là một bà mua hết luôn. Chế nào mà đặt chung thành một mã thì một bà mua hết luôn. Em này ạ. Em này 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa, dáng dài. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. 52kg đổ xuống mặc vừa. Tại em sợ là em đọc mã linh tinh là tí nữa em quên mã luôn ấy. Quên luôn cái nào với chị nào. 52kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 90 ạ, dáng dài ạ. Mã 90 dáng dài nhá. Ai lấy chốt cho em mã 90 ạ. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em 52 cân ạ. Mặc như em tầm 53-54 là vẫn bon chen được. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá. 53-54kg đổ xuống mặc vừa. 90 đẹp lắm ấy, dáng dài rất là xinh. Em thì em lại thích kiểu dài dài như này. Chị nào cao cao tầm 1m6 mặc dáng dài là đẹp. Mà chất đẹp cực luôn. Đó, đâu xem chia sẻ giúp em đi nào. 90 chị Đan Vi ạ. 90 cái Đan Vi, dạ. 90 Đan Vi nhá. Em này Vi sừng nhá. Không lẽ tôi chốt màu đen cả cái màu sáng. Còn nhiều lắm chị Trang Khang ạ. Còn nhiều lắm. Cứ quay gần chị xem chất dạ nha. Vâng ạ. Đây nhá. Đây nhá chị Đan Vi nhá. Em này ạ. Em này mặc free size nhá. Free size 58kg đổ xuống mặc vừa. 58-60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Dáng free size ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 02 ạ. Mát rồi ạ. Mát rồi. Lạnh quá không? Tại vừa thả tóc lại còn vừa mặc áo dạ. Ai lấy chốt cho em mã 02 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 02 ạ. 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. 02-58kg đổ xuống mặc vừa. Em này có mũ nhá. 02 chị Lan Vi nhá. Đây em này, máy em. Nhung cứ chỉ việc ngồi mở túi ra cho Phượng thôi, Nhung chả làm gì cả. Bà ấy cho em tập lại. Kiểu hôm nay quen nói cứ ngượng ngượng. Em này dáng. Em này là kiểu kiểu áo kiểu nhá. Có lông cổ đấy ạ, lông cổ cũng đẹp nhá. Em này là em định lên đầu lai nhưng nó không hợp với cái áo trong của em.
Em này 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 20 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 20 nhá. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 20 nhá. Mã 20. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Mã 20 này thêm cái đai cũng đẹp. Cái tiếng này y y chỗ kính của anh. Chồng ừ, tiếng bảo nghi của anh hôm qua chồng chưa mất ở nhà mày rồi. 20, 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhé. Đan Vi ơi, dạ này, này, là được nhá. Tôi đi mang đi giặt là mà, mang đi giặt xong người ta là luôn cho rồi đấy. Còn nhìn lấy góc cạnh cho anh ấy. Thích, thích, thích. Hỏi xem có ai mua mỡ bụng không. Đây nha, em thắt tay đi ạ. Đừng, đừng mua gắn nhé, gắn là gắn là chết đấy. Vâng, là chết đấy. Mạng lên chậm nhờ. Ô, cái lệch vạt, cái lệch vạt à. Vâng, cái này kiểu mà ui giời, mỡ của chồng này. Chồng ơi, bây giờ mới quay đến đoạn này của chồng. Đấy này em vào chậm đi chứ. Ừ, do mạng chậm ấy. Không phải do em ấy. Cái này qua kiểu nó lệch lệch đấy ạ. Ừ. Chồng Nhung dễ thương ghê. Bà nào mà mua 5 sản phẩm sang đây em nấu cơm cho mà ăn. Không phải nghĩ. Mà mua 10 sản phẩm là tối ở đây luôn với em luôn. Em đi chợ đi. Em tưởng hôm trước anh bảo là đừng mua đồ vợ em. Có hôm ông ấy nhờ vào like, ông bảo đừng mua đồ của vợ em nhá. Và đừng nghe người ngoài bảo. Cái này mã 20 đúng không nhỉ? Em này mã 20 nhá. Em này vào chéo xinh cực, chị nào tầm 5. Em này dáng kiểu ấy ạ. Mã 20 nhá. Ai lấy em này chốt cho mã 20 ạ. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53-54 kg đổ xuống mặc vừa. Em này lên sang chảnh lắm. Lông này, lông cũng đẹp luôn. Lông này cũng đẹp. Thắt tay. Mã 20 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 20 ạ. Mã 20 nhìn lạ cực. Em lên mẫu mới luôn nhá. Ui giời ơi. Cởi ra cái gió lừa. Mọi người chia sẻ em với em xanh rêu ạ. Ui. Em này bị mất cúc rồi. Mất cúc à? Mất cúc 49.000. Em này bị mất cúc nhá. Chị nào về thay cúc giúp em nhá. Em bán 49.000 thôi ạ. Em bán 49k cái này thôi ạ. Bị mất cúc nhá. Chị nào về thay cúc cho em nhá. Em này 53-54 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Cái này tôn dáng lắm. Cái này tôn dáng nhá. 49k thôi ạ. Nó bị mất của Hàn Quốc thôi. Các chị về ra cái kiểu tiệm may hoặc là những cái chỗ nào bán phụ kiện may ấy. Mua Hàn Quốc thôi. 10.000, 20.000 thôi ạ. Thay cho em bộ cúc nhá. 49k ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. À nãy em đọc cái mã cái này chưa. 49k nhớ chưa. Ai lấy cái này chốt cho em mã 49k luôn nhé. Ai lấy chốt cho em mã 49k luôn ạ. Màu xanh rêu này đẹp lắm. Bên ngoài nhìn màu đẹp lắm. Nó không bị nhờ nhờ cái ánh điện nó vàng vàng ấy. Tại vì cái này do ánh điện nhà em ấy. Ai lấy cái này chốt cho em mã 49k luôn nhé. 49k luôn ạ. Ai lấy chốt cho em mã 49k nhé. Qua nước cực nóng pha muối. Cái này là em giặt rồi ấy. Cái này là em giặt rồi. Bao sạch cho các chị luôn. Chỉ là thỉnh thoảng có cái nó bị mất cúc ấy thì là em sẽ giảm giá cho các chị về thay cúc nhá. Chứ còn cái đồ này em giặt rồi, các chị về chỉ việc mặc thôi. Cái này em giặt là rồi ấy, các chị về chỉ việc mặc thôi nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 49k ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 49k nhá. Nếu không thì khoác như thế này cũng được. Các chị về khoác như thế này cũng được. Túi còn chưa mổ luôn ấy. Túi cái này còn chưa mổ nhá. Cái này có túi đấy ạ, nhưng nó chưa mổ thôi. 49k nhá. Ai lấy này chốt cho em mã 49k nhá. Chia sẻ giúp em đi nào. Dạ rất là xinh nhá. Rất là nhiều em dạ xinh nhá. Mua theo combo rõ là rẻ luôn. Combo như nào? 75k 200 chiếc à 79k 2 chiếc là 150, 3 chiếc là 210. Nóng tắt cả mồ hôi rồi. Em này nhá. Em này lót trong cũng mềm. Chất dạ đấy. Em này mặc free size nhá. Mặc free size 60kg đổ xuống mặc vừa. 60kg đổ xuống mặc vừa em này. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 luôn ạ.
60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai đấy chốt cho em mã 60 nhá. Có cái nào chị em mặc đẹp hơn Phượng? Không biết, tùy mày chứ. Mày nhìn xỉ tai của mày sao tao biết. Đây nhá, em này mặc free size 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa. Mà không, cái này nó có cái đoạn vai này chắc chỉ tầm 57-58 thôi. 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Mã 60 nhá, 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Chị Nhung ơi, chị nói đi. Mã 60 ạ, 57-58kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. Quay cho mã 60 không ạ? Em lên mẫu mới luôn nhá. Chạy hết rồi. Em lên mẫu mới luôn nhá. Các bạn có nghe thấy tiếng của em không? Em ngồi xa lắc xa lơ. Các chị có nghe thấy tiếng chị Nhung không? Để chị Nhung chị nói hộ em nhá. Em lại bánh bèo xinh thế. Cái này là... chị Thảo Nguyên. Thảo 60 Nguyễn. Ok bà Thảo Nguyễn nhá. Bà Thảo Nguyễn 60 nhá. Em này là da lộn nhá. Mà không biết phải da lộn không, giống giống da lộn. Bên trong trần bông đấy ạ. Các bà mua 3 chiếc đi, trời ơi đẹp lắm. Dạ này chất đẹp này à, dáng đẹp này à. Các chị mua combo thì được rẻ hơn. Mà chỉ cần chia sẻ trên 30 lần thôi là được tặng một áo rồi nhá. Chia sẻ trên 30 lần là được tặng một áo rồi ạ. Em này nhá. Cô lấy chị cái bút ở trên kia với. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 99 nhá. 99 mặc free size nhá. Mã 99 mặc free size đấy ạ. 99 rất là xinh, 99 mặc free size nhá. Em này trần bông ấm lắm ạ. Không, chỉ có một lớp thôi. Không đây hồng nhạt nhá. Ai thích kiểu bánh bèo lấy em này nhá. Chế nào thích bánh bèo mặc em này này, em này mặc free size rất là xinh. Mã 99 nhá, 99 ạ. 99 chị Đan Vi nhá. 99 ok bà Đan Vi nhá, bà Đan Vi 99 nhá. Em này còn đẹp như si. Xinh dã man. Nhẹ nhở. Ấm rồi nhỉ. Em này màu xanh cô ba này, tôn da nhá. Em này cũng mặc free size. Em này chế là phải người to to một tí mặc mới xinh nhá. Người đậm đậm như bà Đan Vi ấy mà xinh cực. Em này nhá. Bà Đan Vi người đậm. Chị Mai Hao chậm chân rồi, cho xem lại cái màu đen vừa lên mặt. Hà Điềm ơi chậm chân rồi, chị Mai Hao chậm chân rồi, Mai Hao cho em khác nhá. Em này nhá. Em này chế là tầm 80 70 à 65 đến 70 kg mặc vừa, mã 63. Em này mã 63 nhá. Em này mã 63 này ạ. 63 nhá, 63. 63 rất là xinh luôn ạ, 63 màu xanh xanh cobalt à. Vâng. 63 này màu xanh cobalt nhá, mã 63 nhá. 63 rất là xinh nhá, mã 63 nhá. Phải xanh cobalt nhá. Xanh kiểu gì? Nó là xanh xanh gì ấy, em chả biết đâu. Mà nó lạ lạ nhìn mặc cái này. Thì giá này rất là xinh nhá. Không bị già đâu nhá. Cái màu này. Màu này mặc lên tôn da lắm. Mặc free size nhá, hoặc là chị nào có đai thì thắt đai nhá. Chia sẻ từ từ thôi bà, chia sẻ chậm thì giá này thắt đai được ấy. Giá này thắt đai rất là xinh này à. Kiểu này mặc rất là đẹp luôn á, mặc kiểu giá giá free size ấy, thắt đai xong rồi nhìn xinh lắm luôn ấy. Em này vừa em đọc mã bao nhiêu nhở? Chưa đọc mã à? Chưa đọc mã thì là mã 98 nhá, 98 nhở. Em này mã 98 nhá, rất là xinh đấy ạ. Em này thắt đai và xinh chưa? Mã 98 nhở, mặc rất là sang chảnh luôn ạ. Mã 98 nhá, 98 nhở. 98 nhìn cực kỳ sang chảnh luôn ạ. Bà nào đang xem chia sẻ với em đi ạ. Mã 98 nhá, 98 mặc nhìn sang chảnh dã man luôn, mã 98 nhở. Bà nào lấy mã 98 nhá, không cần phân vân gì đâu, em nóng lắm. Em lên mẫu mới luôn, em này xinh lắm ấy, em thề luôn. Dạ đợt này nhà em rất là đẹp luôn á. Các chị tốt nhất là em thấy là con gái thì nên đầu tư một cái đai. Bởi vì quần áo mình kết hợp lúc thì mình thích mặc suông, lúc thì thích thắt đai. Đầu tư một cái đai về. 98 không ai chốt, trời ơi 98 xinh lắm luôn đấy các bà. Tài xinh thế. Thắt đai xinh dã man luôn, mặc rất là sang chảnh luôn. Chế nào tầm 52, 53 đấy. Như Phượng, Phượng có 52 đấy nhá. Phượng cao 1m50, nặng 52 cân nhá. Em biết nhá. 1m56 à? 1m60 mà. Ờ, 1m60. Ăn bớt của người ta chục phân. Em cao 1m6, nặng 52kg nhá.
này nó cúc chồng. Em này nhá. Em này 52 53 kg đổ xuống mặt vừa. 52 53 kg đổ xuống mặt vừa nhá, em này là nạ này. Em này chị nào từ 45 đến 52 53 kg mặc vừa nhỉ? 45 đến 52 53 kg mặc vừa đấy ạ. Em này có thể đóng cúc ở lên đây được nhá. Em này mã 60 nhỉ? Mã 60. Em này mã 60 nhá, mã 60 ạ. Em này mã 60 cô đai vào. Mã 60 nhá, mã 60 ạ. Em vào xem nhá. Em này mã 60 nhỉ. Váy chị, váy đang mặc không bán đâu nàng Thủy Lùn ơi. À Thủy Lùn ơi, váy đang mặc không bán đâu nhá. Hôm nay chỉ bán áo dạ thôi ạ. 60 ok bạn Sa Pa nhỉ? Sa Pa 60. Sa Pa có được túi bọc. Bạn đúng mà muốn mua cái váy này. Vẫn được túi bọc đúng. Đây. Em lên một em dạ ngắn nhá. Dạ ngắn này à. Em lên một em dạ ngắn nhá. Em dạ ngắn này nhá. Dạ ngắn này 55 kg đổ xuống mặc vừa. Sa Pa khỏi mất cúc kìa. Mất cúc. Nó cái cúc em ở bên trên nó đóng tít ở trên này. Mất một cúc trên thôi bà. Cúc ở trên cùng của cổ á. Chị lấy cái cúc khác thay vào cũng được bởi vì nó ở mãi bên trên nên là nó không bị nhìn thấy đâu. Đây nhá em này ạ. Em này xinh xinh này. Em này 55 kg đổi xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 luôn ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55 có mũ ạ. 55 có mũ nhá, nhìn xinh lắm. Cái này hợp mặc với quần hơn, em mặc váy trông hơi bị bánh bèo. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 55 nhá. 55 dáng ngắn rất là xinh đấy ạ. Mã 55 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 55 nhá. 55. 55 ok bà Sa Pa nhá. Bà Sa Pa 55 nhá. Sa Pa ở kia. Ừ, Sa Pa ở kia. Chị bật nghe em. Mẹ gì ấy? Đang đi làm không có việc gì thôi nhỉ. Mẹ có vào xem áo rồi, con nick qua mình xem. Hôm nay có áo dạ ấy. Áo dạ con đăng like thôi nhỉ. Đủ cả mẹ vào mua hàng luôn. Mẹ vào cho thêm tương tác. Ôi tí em lên một dạ khuy sừng nhá. Dạ khuy sừng này đẹp lắm. Em này cũng đẹp này. Em này mặc free size nhá. Ôi hôm nay toàn đồ đẹp thôi. Hôm nay toàn dạ đẹp thôi, em giặt hết rồi. Các bà về chỉ việc lên dáng và đi chơi thôi. Nay về chỉ việc lên em này dáng nhá, các chị nhìn thôi. Tay này. Đây chất dạ này nhá. Em này free size 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa, dạ ngắn nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho mã 07 ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 07 nhá, 60kg đổ xuống mặc vừa. Em này là dạ ngắn nhá. Ai lấy em này chốt cho mã 07 nhá, 60kg đổ xuống mặc vừa. Này. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá, dạ ngắn ạ. Khoác như này cũng được mà cái kiểu free size đóng cũng vào cũng đẹp. Mã 07 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho mã 07 nhá. Chồng cầm xoang 07 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho mã 07 ạ. Không có xô nhỡ à? À, vợ tưởng cái xong ở trong đấy là xô nhỡ. Một em khuy sừng nhá. Chào chị Trương Thị Thu ạ. Ôi khuy sừng dài này à. Xinh chưa? Em này cũng free size nhá. Em này kéo khóa nữa. Em này free size nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Thôi em không kéo khóa đâu mất thời gian nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 09 ạ. Cái này nó bị tuột rồi. Các chị về khâu lại giúp em nhá. Khâu lại một tí là được luôn á. Cái này không. Các chị về khâu lại giúp em nhá. Tại bà Nhung bà ấy chẳng có cuộn chỉ kim chỉ gì. Xong thì em khâu cho ấy. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa nhá, mặc free size ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 07 nhá. Ai lấy em này chốt cho mã 07 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho mã 07 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Khuy sừng dáng dài rất là xinh luôn đấy ạ, mã 07 nhá. Có dạ dài đến đầu gối. Có, đầu gối có nhá bà nhá.
mẹ em đầu gối đây mẹ ơi. 07 chị Đan Vi nhá, 07 chị Đan Vi ạ. Đan Vi được mấy cái này? Chục cái rồi. Đan Vi được 5 cái rồi. Đan Vi ơi, Chiến gọi đến đây ăn cơm. Mua 5 cái trở lên là chồng chị Nhung nấu cơm cho ăn nhá. Em này nhá, em này mua bao nhiêu cái hả cháu? Chiến bảo là mua 10 cái có thể thay thế Nhung luôn. Em mình có đai nhá. Cái này em này đúng không? Xem đây cháu, em nói rõ là bị mất một cúc. Cái này bị mất một cúc nhá. Không cần đâu, cúc ấy không cần thiết. Cúc không cần thiết đâu. Đây các chị đóng từ cúc dưới này cũng được. Em này bị mất một cúc nhá, em báo trước là bị mất một cúc thôi ạ. Nhưng mà các chị đóng từ bên dưới này cũng được rồi. Em này có đai luôn nhá. Có đai luôn ạ. 5758 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 5758 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 80 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 80 ạ. 5758 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ôi em này dạ, dạ mịn lắm, mềm lắm. 5758 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. 5758 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này nhìn như này ngoài shop nó bán 300 mấy luôn đi. 5758 kg đổ xuống mặc vừa nhé. Dáng như hôm nhà gửi à, dáng con quên rồi. Để tí con lên cái nào dáng dài dài thì con bảo. Em này màu đỏ mặc tôn da lắm. Màu đỏ mặc tôn da nhé. 5758 kg đổ xuống mặc vừa. Có đai thắt đẹp lắm. Ai lấy em này. Đây có cái lỗ xỏ đai này. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. 5758 kg đổ xuống mặc vừa. Em đổi lấy xinh nhờ. Xinh như này nhìn mặc nó sang. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. 5758 kg. Các bạn chia sẻ với em đi nào. Trời ơi nhạt quá. Các bạn chia sẻ với em đi hả? Bà nó chưa chia sẻ đi. Luôn giúp em đi nào. Nhiệt tình lên chứ không chị Nhung nghĩ chán là chị lại thôi. Chẳng mấy khi mà vớ được áo dạ giá như này đâu. Mà đẹp dã man luôn, chị giặt sạch sẽ rồi. Em lên mua mới luôn nhá. Không ai lấy em này tiếc quá. Tiếc nhỏ, rõ là xinh luôn á. Này còn nguyên đai. Làm chị Nhung cũng bấm sang. Nhét lại em. Cái này mới là xanh coban này. Màu này xanh coban nè. Nhưng mà form này hơi nhỏ nhỏ nhá. Form này hơi nhỏ đấy ạ. Mà là nhỏ nhỏ mà rất là xinh á. Ôi, cái này tầm 52 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mặc lên tôn dáng chưa? Đây này, cái này tầm 50 kg ấy. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Đấy nó nhãn là được xong ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 50 ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 50 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị Lao tầm 42 43 đến 50 kg mà rất là xinh, xanh coban nhá. Mã 50. Này này mã 50 nhá. Mặc vừa nhá. Nhìn chảnh nhờ. Ôi mua nhà em giá này chứ các bạn không mua được ngoài với giá này đâu. Mã 50 nhá, mã 50. Mã 50 ạ. 50 chị Chi Thục. Chi Thục. Chị Chi Thục comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Ôi rõ là xinh luôn, em đỏ vừa lấy cũng rất là xinh mà không bà nó chốt à. Chị Chi Thục comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Ôi cái này là kiểu gì đấy? Chu chu chu. Chu à? À nó chỉ là ấy thôi. Chụp ảnh màn hình này cho chị. Trời ơi. Ba ok chị Chi Thục nhá. Combo 3 chiếc là 200. Chị Bích Diệu chậm chân rồi ạ. Chị Bích Diệu chậm chân rồi ạ. Cái này em này là choàng nhá. Em này là choàng ngoài nhá. Mẹ lấy. Mẹ chậm chân rồi. Mẹ chậm chân rồi. Thế tưởng mẹ không thích dáng đấy. Tưởng thích dáng dài cơ mà. Em này là choàng nhá. Trời ơi, sang chảnh chưa? Chị Chi Thục có mừng cái gì đấy? Chi Thục. Em mã 50 chị ơi. Chị Bích Diệu chậm chân rồi chị ạ. Chị Bích Diệu ơi, chị chậm chân rồi. Chị Chi Thục được trước rồi. Em chốt 50 cho chị Chi Thục rồi nhá. Em này cực là sang chảnh luôn, em này mã 68. Nè. Em này tầm 52 kg mặc vừa rất là xinh, mã 68 nhá, choàng mã 68 nhá. Rất là sang chảnh luôn ạ, mã 68 nhá. Em này thì ai cũng vừa. Ờ em này kiểu ai cũng vừa. Đúng rồi, em này phòng freestyle mà. Ai cũng vừa nhờ. Mã 68 nhá, 68 nhờ. Tiểu thư bánh bèo nhá.
Mã 68 nhá, 68 rất là xinh đấy ạ, mã 68 nhá. 68 ạ. Cái này còn có túi đây nữa luôn. 68 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Em này mã 68 nhá. Ui 68 sang chảnh rất là xinh luôn đấy ạ, mã 68 nhá. Hình như cái này là như này sao chứ? Đúng rồi nhỉ. Trời ơi. Có túi mà. Có túi nhưng cái cổ này nó lệch, từ đâu em cho nó vào giữa. Em này là như này nhá. Em mã 68 này là như này nhá. Xinh lắm. À đấy chốt cho em mã 68 nhá. Em qua mẫu mới đây. Mã 68 đây nhá. Xinh thế. Em lên một em dạng ngắn nhá. Dạng ngắn này hơi nhỏ. Dạng ngắn này size S. Em này size S nhá. Tầm 5 à 4 46 47 kg mặc vừa nhá. 46 47 kg độ xuống mặc vừa. Em này size S nhá, 46 47 kg độ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 07 ạ. Ừ. 07 để xinh nhá, 07 để dáng ngắn rất là xinh nhá. Chị nào mặc size S ấy ạ, mã 07 để xinh dã man luôn, mã 07 nhá. 07 size S đây ạ, dạ rất là đẹp luôn, mã 07 nhá. Mã 07 nhá. 46 47 kg độ xuống mặc vừa. 40 đến 46 47 kg mà rất là xinh đấy ạ, mã 07 nhá. Mã 07 ạ. 46 47 kg đổ xuống mặc vừa nhé, bên trong này. Mã 07 nhá, ai lấy chốt cho mã 07 ạ. Hôm nay cái nào cũng đẹp luôn, các chị lấy không phải suy nghĩ luôn ấy. 46 47 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 07. Chị BL tóc. Chị BL tóc 07 ok và BL tóc nhá. Em lên một em dài nước thước này ạ. Xinh lắm. Em lên một em dáng dài nhá. Mẹ ơi mẹ có thích màu đen không? Đây dáng dài đây. Dáng dài đi nhá. Trời ơi. Em này chị nào cao cao, cao tầm 1m6 trở lên mặc đẹp nhá. Em này free size ạ. Free size 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 08 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 08 nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa. Em này là mặc free size đây, 60 kg đổ xuống là mặc được nhá. Dáng xương rất là xinh. 60 kg đổ xuống mặc được nhá. Phong cách Hàn Quốc hàng xẻng của các bà đấy. Đây này. Cái này đi đi giày cao mặc đẹp. Ờ đi giày cao rất là xinh luôn. Em mặc là đến đây đi nhá. 60 kg đổ xuống mặc được nhá. Nhìn đẹp lắm. Free size. Mã 08 nhá. Em này mã 08 ạ. Bao nhiêu một cái ạ? 79k một cái nhá. Chị mua 2 cái thì là 150k. Với chị lấy 3 cái là còn 210k nhá. Lấy theo combo rất là rẻ luôn. Các chị lấy theo combo ấy thì nó sẽ được rẻ. Và ai mà chia sẻ cho em trên 30 lần chụp ảnh màn hình lại inbox cho em thì bà Đan Vi nhìn em này không thích à? Tặng một cái nhá. Chất gần đi. Đây chị ơi. Chất đây nhá. Chất này kiểu như là dạ bông bông ấy. Bông ép ấy. 08 Phan Thu Thảo. Phan Thu Thảo bạn em à? Bạn em. Chị vẫn nhớ tên Thảo đấy Thảo ạ. Em này ạ. Em này dáng ngắn nhá. Dáng ngắn đấy nhá. Em này 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53-54kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 nhá. Em này hay nhờ, nhìn dáng xinh đấy. 54 nhá, 54 này ạ. Chị nào đi làm, đi làm mặc đẹp này. 54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 54 luôn ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 luôn nhá. Chân dạ đây nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 ạ. Cái móng tay của em nó bị cái xước xước. Nó cứ vướng vào áo, giật bông. 54 chị Đỗ Thủy nhá. Chị Đỗ Thủy ở đơn mới ở đi. Chị Đỗ Thủy cho em số điện thoại nhá. Chị Đỗ Thủy cho em số điện thoại ở trên này luôn ạ. Cho em xin số điện thoại nhá chị Đỗ Thủy nhá. Cho em xin số điện thoại với địa chỉ nhá chị Đỗ Thủy ơi. Dạ nhà em rất là đẹp luôn ạ. Các bà mua một lần này các bà nghiện luôn á. Nghiện mua hàng nhà em luôn ấy. Em này dáng vét nhá. Dáng vét cho chị nào đi làm ạ. Em này cúc cũng đẹp này. Cúc của nó này.
về được chị đang nói phát. Cho em xin cả địa chỉ nữa chị ơi. Xin cả địa chỉ nữa chị Đỗ Thủy nhá. Cúc của nó này. Em này dáng vét nhá, chị nào đi làm mặc đẹp luôn ấy. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Vâng chị. Nhường số cho Phượng. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 ạ. Ok chị Đỗ Thủy nhá. Mẫu cao 1m6 chị ơi. Mẫu cao 1m6 nhá. 60 chị Đỗ Nhân ạ. Đỗ Nhân vẫn thấy chân đấy. Ôi. Mọi người chậm chân rồi. 60 Đỗ Nhân chốt trước rồi. Chị Chi Thục chậm chân rồi nhá. Chị Linh Trần chậm chân rồi ạ. Em lên mẫu mới đi ạ. Mẫu mới này cũng dáng vét nhá. Mẫu mới này bị mất một cúc rồi ạ. Em này là cúc bấm ấy. À đâu, nó không phải là cúc mà nó là cái khuy để gài ấy. Các chị về về khâu lại cái này. Đây này, cái này nó là cái gài ấy. Các chị về khâu lại cái gài giúp em nhé. Chứ nó không phải là cúc đâu. Nó là cái gài mà. Cái này là gài nhưng nó bị mất một cái gài bên này rồi. Nó bị mất... về ấy lại hộ em cái gài nhá. Nó chỉ là gài thôi. Em này em bán 70k nhờ. 70k mã 70 luôn ạ. 70k mã 70 nhá. Về thiết kế lại hộ em cái gài nhá. Chất này rất là đẹp luôn. 70k mã 70 nhá. Em cho mọi người xem chất đi, chất của em này đẹp cực. Em này mặc nhìn rất là đẹp luôn đấy ạ. Em này là dáng đẹp. Mặc rất là xinh luôn. Khoác không cũng được, không phải cài đâu. Cái này nếu mà các chị người thiết kế gài ấy, người khâu cái gài vào ấy thì mọi người khoác không cũng được nhá. Khoác không dáng công sở này rất là đẹp mà. 70k mã 70 nhá. Em này 70k mã 70 luôn nhá. Em này khoác suông thôi cũng được ạ, không phải cài đâu ạ. 70k mã 70 nhá, chất rất là đẹp luôn. 70k mã 70 nhá. Em ấy 70k mã 70 nhá, khoác không rất là đẹp luôn ạ. Nhìn xinh nhở. Em này khoác cũng sở cực là đẹp luôn nhá. 70k mã 70 nhá, em này cũng dạng vét đấy ạ. Em này mã 70 nhá, ai lấy chốt cho em mã 70 ạ. Giật đau ra ấy. Phải, nó sợ nó bị giật cái mông áo. Giật mãi không được. Thế nó làm. Ui, sắp tới có một em xinh cực. Chất dạ rất là đẹp luôn nhá. Em này dáng dài nhá. Em này 57-58kg đổ xuống mặc vừa. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 28 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 28 ạ. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 28 nhỉ? Ai lấy chốt cho em mã 28 ạ? 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Hoặc là tầm 52 cân như em mặc thì nó thành kiểu free size ấy. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 28 ạ? 28 chị Triệu Hà Nhi nhá. Triệu Hà Nhi có đơn chưa nhỉ? Triệu Hà Nhi comment lại cho tớ xin số điện thoại nhá. Những ai có đơn mới thì comment cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Ai mua đơn mới thì comment cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Chị Triệu Hà Nhi cho em xin số điện thoại với địa chỉ nhá. Hàng đẹp lắm bà, tha hồ chọn đi. Hôm nay tôi tha hồ dạ cho các bà bầu luôn á. Em này tay bo nhá. Tay bo tay chuông á. Em này xinh nhờ. Em này dáng dài tay chuông nhá. Tay chuông này, chất dạ này. Nhưng mà em này thì hơi nhỏ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 90 ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa này. Eo này. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Em này tay bo nhìn tiểu thư nữa. Chất dạ cũng dày nữa. Đây này. Chất dạ rất là mềm nhá. Các bà mua dạ của nhà em về các bà chỉ nghiền thôi. Cái này nó kiểu bồng bồng lên ấy. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Thì đằng sau đẹp dã man á. Cái này nó gái cúc ở đâu? À đây. Gái cúc chìm. Cái này gái cúc chìm cúc sau mà. Cái này có thể kéo cổ lên trên em ạ. Em thử đẹp cổ lên trên không phải cổ dưới đấy. À đây. Rất là chảnh luôn.
Em này đọc mã bao nhiêu quên rồi á? Chế nào tầm từ 45 đến 52 mà rất là xinh nhá. Chị nào từ 45 đến 52 kg mà rất là xinh nhá. 45 đến 52 mà rất là xinh luôn đấy ạ. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá. Mặc cực xinh luôn. Trông 90 mặc rất là xinh luôn, mặc rất là dáng tiểu thư đẹp dã man luôn á. Mã 90 nhá, mã 90. Em lên mẫu mới luôn nhá. Mã 90 nhá. Ui 90 xinh vậy mà không bà là hốt à? 90 đẹp 90 lắm ấy. Tối quá chị không nhìn rõ. Cái này màu đen nên cái này là màu đen chị ạ. Cái này màu đen đây chị ơi. Chất rất là chất đẹp luôn. Đây này. Đây này chị ơi. Để sát cho chị xem chất đẹp lắm ấy. Trời ơi các bà không mua đâu được giá này đâu. Cái này kiểu nó hơi lông lông ấy. Chất kiểu lông lông óng óng này chị. Chị 90 chị Thảo Nguyễn nhá. Chị Thảo Nguyễn vừa có rồi đúng không? Thảo Nguyễn thì như nãy có hai cái. Một. Hay là em tại em nhớ là em đọc chị Thảo Nguyễn hai lần. Em một lần đầu tiên là chào. Em này em này free size nhá, nhưng mà bị mất cúp rồi ạ. Mất một cúp bên này nhá. Em này mất một cúp bên này ạ. Mặc free size nhá. Em này 70k nhá. Mất một cúp em bán 70k nhá. Chị nào về thay cho em giúp cái cúp nhá. Bị rách gì ạ? Không có cái nào bị rách đâu ạ. Chỉ có bị mất cúp thôi. Chỉ bị mất cúp thôi, không bị rách đâu chị ạ. Mất cúc thì đơn giản mà, về mọi người thay cúc phát là được luôn mà. Về mọi người có kim chỉ ấy, ra ngoài chợ mua cho em hàng cúc về thay. Cái này nó chỉ bị mất một cúc thôi, các chị thay cúc cho em nhá. Em bán 70k ạ. Em bán em này 70k nhá, ai lấy em này chốt cho em mã 70 luôn ạ. Free size nhá, 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Em này free size nhá, hoặc chị nào thích thì khoác như thế này cũng được. Free size nhá, 57-58kg đổ xuống mặc vừa. Đang mang rách kìa. Rách ở chỗ nào vậy? À không, ở dưới nó là thế đấy bà. Dưới là cái này là túi à? Không, ở dưới em nhìn cái chân ở dưới ấy. Không phải rách đâu nhá bà nhá. Tất cả nó đều như thế luôn. Vì cái dạ này là dạ miếng, dạ cắt á. Dạ này là dạ miếng. Trời ơi. Đây nhá, ở bên dưới đây ạ. Cái dây đấy các bà cắt đi nhá. Bởi vì cái không này là dạ miếng, không phải rách đâu nhá. Cái này dạ miếng thì người ta ấy, nhưng người ta đã may một đường chỉ ở đây rồi. Người ta may đường chỉ bên trong rồi các bà. Người ta may một đường chỉ ở đây rồi, không phải rách đâu chị nhá. Em này là mã 70 nhỉ. Cái này là đây này. Các chị về cắt cho mọi người về cắt ra thôi, nó may đường chỉ bên trong rồi, nó là dạng miếng mà. 70 chị xong bóng. Ok chị xong bóng 70 nhá. Về tí em cắt luôn cho, không phải rách đâu nhá. Trời ơi, chị túi phải. Còn chết rồi đúng rồi. Thôi em bỏ mã đi, em bỏ mã này, em lại bỏ mã này. Đúng rồi. Cái này em không để ý nhá. Em bỏ mã này đi ạ. Nếu mà ai lấy thì em. Vâng, cái này nãy em cứ tưởng là bỏ dưới này, em cũng không để ý chỗ này cơ. Em cái mã này em bỏ nhá, chị xong bóng nhá, chị xong bóng nếu mà vẫn muốn lấy thì em để cho bao nhiêu nhỉ? Chị xong bóng nếu mà vẫn lấy thì em để 50.000 cái này nhá. Tại vì cái này nó bị rách rồi, em không để ý nhá. Sorry các chị nhá. Chị xong bóng lấy thì em để 50.000 nhá. Em này ạ. Em này free size nhá, 45-46kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ok em, xong bóng thì lấy 45-46kg, à quên, 55-56kg đổ xuống mặc vừa. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Vâng, cái này hàng si nhá. Ai hỏi? Đích Phượng Nguyễn bạn em. Cái này hàng si nhá. Ba, chưa đọc mã. Em này mã 90 ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 90 nhá. Mã 90 nhá, 90 rất là si nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa, mặc free size nhá. Em này free size nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa này. Chất dạ rất là đẹp luôn đấy ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Cái này chị nào tầm 50 mặc thì đẹp. Chi thuộc 90. Ok thì chi thuộc nhá. Em này nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này có đai ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa. Các chị thắt đai cho em nhá.
Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Chị Linh Trần, chị Hà Phạm chậm chân 90 rồi nhá. Em này mã 55 đây ạ. Mã 55 đẹp chưa? 55kg đổ xuống mặt vừa nhá. 55kg đổ xuống mặt vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Em này có đai đấy nhá. Chất dạ đây nhá. Dạ này là dạ bông ạ. Bông bông ép nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Màu đỏ tươi. Đỏ tươi rất là đẹp luôn nhá. Mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặt vừa đấy ạ. 55 này rất là xinh. Mã 55 nhá. 55 nhá. 55 ạ. Mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. 55kg đổ xuống mặt vừa nhá. Ui, em 55 này xinh vậy mà không mà nó hốt cho em. Xinh lắm ấy. 55 nhá. Em này mã 55 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặt vừa. 55 có đai rất là xinh nhá. Màu đỏ tươi nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Chín mươi hình như chốt cho chị Chi Thục hay sao? 90 em chốt rồi chị ơi. 90 nãy em chốt cho chị Chi Thục đấy, chị Chi Thục ạ. Chị Chi Thục ơi, 90 em chốt cho chị rồi nhá. Em lên mẫu em mới cho chị nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá, mẫu em màu đen nhá. Vậy chị Vân. Chị Vân ạ, à? Có phải chị Vân. Em đen này ạ. Em đen này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Học sinh cấp 3 mặc được. Có nhiều lắm bạn ạ. Nãy có mấy cái khuy sừng phù hợp với cả học sinh cấp 3 đấy bạn ơi. Đợi tí nữa mình lên nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Em này chất dạ đây nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Chốt cho em mã 60 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị ơi em xem chia sẻ cho em đi nào. Mã 60 rất là xinh đấy ạ. Mã 60 nhá. Em này lên dáng này. Lên dáng rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 60 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. 60 rất là xinh đấy ạ. Mã 60 nhá. Mã 60 em lên mẫu mới luôn nhá. 60 ai chốt được. Em ngỡ ngỡ không biết có phải không. Tại nhìn avatar bé quá em không nhìn rõ mặt ấy. Cái nào? Chị Thảo Nguyễn. Chị Thảo Nguyễn là chốt 60 hay là comment dạo đấy ạ? Em này nhá. Em này free size ạ. Em này chất chất dạ lông nhá. Cái này là lông lông đây này. Lông nhá các chị nhá. Em này mặc free size 60kg đổ xuống mặc vừa. 60-65kg ấy. 60-65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 nhá. 60-65kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 70 nhá. Vâng ạ. Vâng. Tại ảnh nó bé. Hiện đây bé nên em không biết là chị Vân nào. Chị Vân mua dạ đi chị. Mua áo dạ đi chị ơi, rẻ lắm, 79k một cái ạ. 79k một cái. Mua 2 chiếc thì là 5 size nhá. Mã 70 mặc free size nhá. Nay được một lúc rồi chị ơi. Hả? Em nay hình như từ lúc 11 giờ ấy. Ai lấy em này chốt cho mã 70 nhá. Giờ chị mới vào. 70 lông rất là xinh luôn nhá. Màu rất là chảnh luôn, mã 70 nha, mã 70. Còn ôi, nhiều lắm chị Lê Nga ạ. Cứ xem từ từ đi chị. Hai thôi chồng ạ. Hả? Em này là khoác nhá. Em này là khoác thôi ạ. Em này có free size. Free size nhá, 65kg đổ xuống mặc vừa. 65-60kg đổ xuống mặc được nhá. Tại vì free size ấy. Em 52kg là mặc cũng đẹp rồi. Nhưng mà tối đa thì là 60-65kg. Tối đa 60-65kg nhé. Cái nào cũng đẹp mà chị. Cái nào cũng đẹp nhé. Đây này, chất dạ này, bông ép nhé. Cho xem đẹp bên, đẹp bên rất là xinh luôn, rất là chảnh.
Đây nhá, cái này là xẻ vạt bên đấy ạ. Em đọc mã cái này chưa nhỉ? 65. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 ạ. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 65 luôn nhá. Ai lấy chốt cho em mã 65 luôn ạ. 65 này khoác free size đấy ạ. Cái này là khoác nhá. Cái này là khoác ạ. Ai mà thích cúc ấy thì bấm cho em cái cúc vào đây. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Màu đỏ ạ. Màu đỏ có cái là em lên đấy. Em lên mẫu mới nhá. Màu đỏ chị đợi em tí nhá chị Vân nhá. Em lên em này xanh coban ạ. Em này nhá, em này free size nhá. Free size 65kg đổ xuống mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Free size. Cái này con lại đóng cúc trên nữa thì đẹp hơn. Đây nhá. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 ạ. Đây xanh đây chị ơi. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 65 ạ. Mặc free size nhá. 65kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. Ai lấy chốt cho em mã 65 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 65 ạ. Chị cứ xem từ từ đi ạ. Có nhiều cái bé nữa mà. Bé nhiều nhá, bà từ từ thôi. Cái này chị đi giặt về vẫn còn nguyên trong túi. Bây giờ móc ở trong túi ra nên là cứ móc được cái nào thì lên cái đấy thôi. Cái này nhỏ nhỏ đây chị ơi. Em này nhỏ nhỏ nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 50 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 50 nhá. Thì được rồi ở trong. Lấy em này chốt cho em mã 50 nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 50 nhá. Cái màu xanh xám không? Xanh xám. Xanh xám có đấy nhưng mà bây giờ nó nhiều hàng. Thật ra là em đang có 300 chiếc cơ, hơn 300 chiếc cơ nên là em like từ từ thôi chứ em không like một phát hết được. Với cả em không lôi một phát ra hết được, chọn màu cho mọi người được. Mà em lôi túi nào em lôi túi đấy được thôi. Tại vì chị đi giặt về nó vẫn còn nguyên trong túi mà. Vẫn còn nguyên trong túi. Like đến đâu thì bỏ ra đến đấy được ạ. Em này 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 50 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 50 ạ. Cái này ai đi làm mặc thì đẹp nhá. Ai đi làm mặc đẹp lắm. Đây này. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 50 nhá. Mã 50 ạ. Bán bao nhiêu cơ? 49. Em này. Em này em bán 49k nhá. Hơi mỏng ạ. Cái này cũng là dạ nhưng mà nó kiểu dạ lông xù. Kiểu lông lông nó xù xù ấy. Em bán em này 49k nhá. Em này nhìn cũng xinh lắm. Trẻ trẻ này. Em này 49k nhá. Ai lấy em ai lấy thì chốt cho em mã 49 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 49 ạ. Cái này là hàng si nhá chị ơi. Hàng si nhưng mà người ta bán là cũng đắt hơn nhà em nhiều. Cũng là hàng si nhưng mà người ta bán những cái này ở bên ngoài phải 150 một cái. Nhà em bán 79k thôi ạ. Mua 2 cái thì còn 150 thôi nhá. 3 cái thì còn 201 ạ. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã bao nhiêu nhỉ? Em quên mất 49. Ai lấy chốt cho em mã 49 nhá. Em này em bán 49k thôi ạ. Em này em bán 49k nhá. Cái này là giả của Hàn ạ. Em này 49k nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 49 ạ. Tại vì cái này là dạ nó xù xù này này. Mà nó hơi nó mỏng nhẹ nhưng mà mặc ấm lắm. Em bán 49k thôi. Riêng em này thì em bán 49k nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 49 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Em này bị tuột mất cái ấy à. Đấy ai về khâu lại giúp em cái này nhá. Em lên mẫu mới luôn nhở. Em đọc cũng cảm giác cứ bị
thành cực này à. Em này size nhỏ đấy ạ. Em này size nhỏ này, em này 50kg đổ xuống mắc vừa nhờ. Em này mã 91. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá. 91 này rất là xinh luôn, mã 91 đây. Mã 91 nhờ. Em này răng váy. Em này răng váy đấy các chế ạ, thắt đai và rất là xinh nhá, mã 91 nhờ. Mã 91 nó chỉ ở 50kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 91 đây ạ. 91 này răng váy nhá. 91 dáng váy đấy ạ, mã 91 nhờ. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 91. Chị nào tầm từ 45 đến 50kg mà rất là xinh nhá, mã 91 nhờ. Em này dáng váy nhá, không có túi ạ. Không có túi đâu nhá. Thắt đai. Ui. Tắt cái điện thoại cho được không? 91 chị Ngọc Nhung ạ. Đây nhá, chị Ngọc Nhung về thắt cái đai đẹp lên nhá. Chị Ngọc Nhung về thắt cái đai là đẹp lắm. Chị Trang Khang chậm chân rồi. Cái bóng tắt của chị cái bóng kia xin lỗi. 91 là Ngọc Nhung à? Chị Trang Khang chậm chân 91 rồi. Em lên mẫu mới nhá. Em này cũng thời đi sai nhá. Em này cũng mọc free size nha. Em này mã 63. 63 này mọc free size nhá. 63 rất là xinh đấy ạ. 63 dạ mềm lắm. Ngọc Nhung ơi, của em màu đỏ vào có xem không? Em màu đỏ này xinh cực. Em này mọc free size mã 63 nhá. Ngọc Nhung ơi, có một em dạ màu đỏ xinh cực luôn. Mã 63 nhá. 63 mọc free size nhá. Mã 63 đây ạ. Mẹ lấy cái này á. Hay là lấy cái đen vừa nãy. Đen vừa nãy thì mẹ không kịp rồi. Mẹ toàn bị chậm thôi. 63 nhá, 63. Em 63 này free size nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này free size nhá. Em này lên dáng xinh xinh này, dạ mềm này. 63kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ngọc Ngọc Nhung bảo có cái gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Đây em đỏ đây. Em đỏ đây, nãy lên. Đẹp ơi là đẹp. Mà không chị nào thích màu đỏ hay sao? Mọi người tránh màu đỏ hay sao? Đỏ là lửa. Mệnh hỏa. Mệnh hỏa. Mẹ thấy cái 91 đẹp. Cái 91 là cái nào? 91 chốt trong ấy rồi. Cái 91 chốt rồi mẹ. Con tưởng mẹ không thích màu đen. Thế cái con gái chả hiểu mẹ gì cả, cái đầu thì con gọi là lấy cái đen thì lại cứ chê là đen thùi lùi lúc cái đen nha, con tưởng mẹ không thích dáng này. Em này nhá, em này 52-53kg đổ xuống mặc được ạ. 52-53kg đổ xuống mặc được nhá. Chị Lê Nga, chị Lê Nga thích màu đỏ thì chọn cái này là thôi rồi luôn, chia sẻ liền nhanh rồi khóa đấy. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 52-53kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã bao nhiêu nhỉ? Không biết. Chưa có mã đúng không? 63. Ai lấy em này chốt cho em mã 63 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 63. Có em nào dáng váy dài giống lúc nãy màu đen mà không biết. Mẹ em hỏi à? Không. Hà Linh. Không biết đâu, bởi vì bây giờ cái nào lên cái đấy thôi. Vớ được cái nào thì like cái đấy thôi. 52 chị Lê Nga nhá. 63. 63. Ừ. 63 đúng rồi. Chị Lê Nga mã 63 nhá. Lên cái đỏ nó đi cho xôm. Lên cái đỏ nó đi cho xôm. Em lên một em đỏ đấy nhá. Đỏ đấy pha len. Em đỏ đấy pha mũ len nhá. Đỏ đấy pha mũ len ạ. Nãy có em nào hỏi cho học sinh cấp 3 ấy thì cái này cũng được mấy. Cái này xinh xinh này. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 55 luôn ạ. Em này đây này. Nó như kiểu là dạ miếng người ta cắt ra ấy. Đây nhé. 55kg đổ xuống mặc vừa nhé. Em này hay lắm kiểu. Ai lấy chốt cho em mã 55 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Có mũ pha len nhá.
Em này là mũ pha len ạ, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Túi nè. Em này giá học sinh này. Mã 55 nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 55 nhá. 55 cái này là dạ miếng nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Mẹ thích dáng dài nhưng eo một chút. Ok, để tí con xem. Em chàng em rõ là xinh nhé. À đây ạ. Ba con mình cứ tự. Em cứ nghĩ là dạng nào. Mày béo thế. Béo gì? Không béo bằng mày. Em chàng này xinh lắm ý. Mã 55 Thanh Huyền. 55 ok bà Thanh Huyền nhá. Thanh Huyền comment luôn cho tớ xin số điện thoại với địa chỉ nhá. Thanh Huyền cho xin số điện thoại với địa chỉ nhá. Ok, Thanh Huyền cho xin số điện thoại và địa chỉ luôn ở trên live nhá. Em chàng này ạ. Em chàng này xinh chưa? À, chưa chị ạ. Em chàng này chia sẻ free size nhá. Rồi mà nó chặn mà. Em này free size, ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá, free size đây. Cái này mặc đi tiệc này. Nhìn rất là sang chảnh luôn. Em này free size nhá. Ai cũng mặc được luôn ấy. Đây trên này còn một cúc nữa. Mọi người thích đóng chặt thì đóng lên, không thì để ra như thế này. Free size 60, tầm 60-65 vẫn mặc được. 60-65kg vẫn mặc được nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã bao nhiêu nhỉ? Chị không nhớ, 60 đi. Nói một hồi quên luôn mã rồi. Không có cho mọi. Ai lấy em này thôi chốt lại cho em mã 60 nhé. Ai lấy em này chốt lại cho em mã 60 ạ. 60 xinh lắm, có túi đây nhá. 60 này nó sang chảnh cực. 60 có túi nhá. Đây ạ, dạ đây nhá. Đây. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Ôi 60 này xinh lắm ấy. Em cài cúc trên đi, trời ơi 60 chị bị nghiền luôn. Ok Thanh Huyền nhá. 60 em bị nghiền luôn á, 60 rõ là đẹp luôn. Chẳng nghe bây giờ Nhung bụng bầu ra, Nhung phát thử cho mọi người xem lại 60 cho nó lên bụng à. Cái này hợp với mấy em trẻ trẻ. Cái này xinh lắm ấy. Lê Nga này ha. Chị Lê Nga 60 nhá. Em này là chùm đầu. Em ấy xinh lắm luôn. Nó sắp khô chưa? Thằng chị đợi bắt đầu nó chuẩn bị xén thì chồng mới được chồng đảo tiếp rồi. Đợi tí em cắm cái sạc nhá. Ô, đầu nó là đầu nào? Đây à? Ok nhá. Em lên mẫu mới nhá. Em này dáng nhỏ, form nhỏ nè. Cái này form nhỏ nhỏ cho 50-52kg. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em 52kg ạ. À. Em cao 1m6, nặng 52 cân nhá. Thì em này là 52-50kg đổ xuống mặc được nhá. Cái gì quá đáng thật hợp với chị. 50-52kg đổ xuống mắc vừa nè, phượng đồng mã bao nhiêu nhưng không biết. Em này em chưa lên mã, ai lấy em này chốt cho em mã 49 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 49 ạ. Mã 49 nhá. 50-52kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 49 nhá. Em 49 đây nhá. Ôi 49 này xinh lắm, chất cũng rất chất là đẹp này. Luôn, mã 49 nhá. Về mọi người chỉ việc mặc thôi, em giặt hết rồi. Giặt là hết rồi, về các bà chỉ việc mặc thôi, 49 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 49 nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. 50-52kg nhá. 52-50kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 49 nhá. Mã 49 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 49 nhá. 49 chế nào tầm từ 42-43 đến tầm 52 cân á, mà rất là xinh luôn. Còn bà nào trên cân đấy đừng mặc, nó bị lích bụng ra ngoài đấy. Em mặc là cảm giác nó đã hơi bó bó rồi. Em mới nhá. Em này là bông ép ạ, bông mềm lắm nhá. Em này free size 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa em này ạ. Ai lấy chốt cho em mã 60 nhá.
Ai lấy chốt cho em mã 60 luôn ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 60 màu đen. Dạ bông. Cái này bông bông mà nó lông lông ấy, mềm lắm. Mềm em này mềm lắm. Hồng hay nút nâu đi mấy bà. Nâu còn nhưng nâu ở tận dưới cơ, không lôi lên được. Tôi xếp nhiều lắm, tôi không lôi được lên đâu. Em màu đen này mặc free size nhá, dạ rất là mềm luôn ạ. Em này free size nhá. Màu đen cũng dễ mặc mà. Màu đen rất là dễ mặc luôn. Toàn đen thế. Thôi giờ lấy tránh màu đen vậy. Đợi tí em lên. Đây ạ. Màu hường. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa, dáng váy á. Dáng váy này bồng bồng này. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 70 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 70 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 70 thôi. Cái này vẫn mất. Đúng rồi. Bánh bèo nhá, mã 70 bánh bèo nhá. Sorry nhá, em đóng lệch. Bị đóng lệch các không phải mất cúc đâu. Mã 70 nhá, mã 70 bánh bèo đấy ạ. Mà đây thì như cũng bị mất một cúc thật. Cái này bị mất một cúc thật. Em này bị mất một cúc thôi nhá. Em này bị mất một cúc ạ, dáng váy nhá. 50kg trên này mắc vừa đấy ạ. Cúc bên trên này thì cũng chẳng cần đâu. Các chị về tháo luôn cái cúc này ra cũng được. Mã 70 bánh bèo này. Em quay đằng sau, đằng sau xinh cực. Mã 70 bánh bèo nhá. Váy nhá. Lóng váy đấy ạ. Này lóng váy này size M nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Đây 52 cân mặc nó eo eo này. Cài lệch. Nãy là cài lệch, bây giờ là cài đúng rồi. Nhưng mà nó bị mất một cúc ở đây. Nó bị mất một cúc ở đây thôi. Thì về các chị bỏ cái cúc này ra luôn cho em nhé. Bỏ cúc này ra luôn vì em thấy là chỉ cần đóng lên đây là cũng được rồi. Chỉ cần đóng lên đấy thôi, không phải đóng hết đâu. Đây này. Xinh cực luôn, mã 70 nhá. Em cái đai này nhá. 70 xinh quá man luôn ạ. 70 dáng váy nhá, mã 70 nhá. Em này dáng váy nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Xinh nhở. Phượng mặc hơi bị lít rồi đấy. Hơi nhiều mỡ bụng rồi đấy. Tầm 50-52 cân. 70 xinh lắm á. Em này. Cái này mũ nó hơi pha một ít len nhá. Mũ này hơi pha một ít len ạ. Tay cũng bo len. Em này cũng form nhỏ đấy. Em này nhỏ nhỏ thôi. Em này cho 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 50-52kg đổ xuống mặt vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 40 nhé. Ai lấy em này chốt cho em mã 40 ạ. 50-52kg đổ xuống mặt vừa. Đây này. 50-52kg đổ xuống mặt vừa nhé. Em này dài đấy. Cổ tay ấy len nhá. Đây nhá. Tay này phối len nhá. 50-52kg đổ xuống mặt vừa. Kéo khi mẹ em thích cái này. Mã 40. Chị lấy cái hồng đấy Nhung ơi. Bùi hồng mến. Ok chị Hồng, bùi hồng mến nhá. Hồng ấy xinh cực. Mã 40 nhá. Em này dày lắm nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 40 ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Không biết em có thích cái này không. Cũng dáng dài. Cũng eo eo. Em lên một em màu trắng nhá. Cái này là kiểu trắng sữa đấy ạ. Trắng sữa nhá. Em này là dạ xù nhá. Dạ xù. Em này nhẹ nhá. Nhẹ nhưng mà ấm. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 luôn ạ. Mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55. Cháy đi thì sao ạ. Ai lấy em này chốt cho mã 55 nhé. 55kg đổ xuống mặt vừa. Son cháy đít hay là quạt? 55kg đổ xuống mặt vừa nhé. Ừ đúng rồi, chồng phải đảo lên thì nó mới vàng. 55 chị Triệu Hà Nhi nhé.
Ok chị Hà Nhi nhá. Coi như là ăn thịt hầm thôi. Các chị xem chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ bài viết giúp em trên 30 lần thì là được tặng một áo dạ ấy ạ. Trên 30 lần được tặng một áo ạ. Em lên một em kẻ nhá. Em này free size. Em này free size nhá. Khoác free size ạ. Em này bao nhiêu cân nhỉ? Free size tầm 65 cân đổ xuống mặc vừa ấy. 65 cân đổ xuống mặc được cái này á. Free size nhá. Ai để em này chốt cho em mã 65 nhá. Ai để em này chốt cho em mã 65 ạ. 65 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Ai để em này chốt cho em mã 65 nhá. 65 đây ạ. Trên này còn một cúc nữa. 65 này mặc free size nhá. 65 free size nhá. Cái trong khó cái. Ai là em này chốt cho em mã 65 nhá. 65kg đổ xuống mặc vừa. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai là em này chốt cho em mã 65 ạ. Ôi mướt mát mồ hôi. Nóng mà áo dạ nóng chết rồi. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai là em này chốt cho em mã 65 ạ. Dạ 79k nhá. Mua 2 chiếc còn 150k. 3 chiếc còn 210k thôi nhá. Dạ 79k nhá. Em này tay hơi bo bo ấy. Em này mã 65 nhá, 65kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 65 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 ạ. Em này mặc kiểu free size xinh xinh. Em này mặc giáo sư free size á, bà là tầm 50. 50 đến 60kg mặc siêu đẹp luôn. Đẹp lắm ấy. Phong cách Hàn Quốc hàng xẻng đấy các bà. Bà nào mà Hàn Quốc kìa. Nhanh đi chị. Tại vì nhiều cái đẹp mà các bà không chốt ý. Tiếc tiếc. Tiếc cứ nán lại một tí. Em này nhá. Em này kéo khóa 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53-54kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 54 ạ. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 54 ạ. Em này dáng ngắn này. 54kg đổ xuống mặc vừa nhá. Đây em này đi nhá. Em này dáng ngắn này. Mặc với quần bò thì đẹp. 53-54kg đổ xuống mặc vừa nhá. 54 ok chị Hồng mến ạ. Chị Hồng mến 54. Em này dáng vét nhá. Em này dáng vét ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 luôn nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Mã 55 nhá. 55 dáng vét nhá. 55 Hà Linh ạ. Hà Linh không phải là Hà Linh Linh nhà mình đúng không? Ừ. 55 chị Hà Linh nhá. Em lên một em màu hồng nút nhá. Hồng nút đấy ạ. Chị Trang Tây chậm chân 55 rồi. Úi dồi, em này cúc này. Em này kiểu dạ lông lông nhá. Em này sang chảnh lắm. Em này cũng free size ấy. 60-65kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 65 ạ. 65kg đổ xuống mặc vừa nhá. Free size nhá. Em này sang chảnh cực kỳ luôn. Mỗi cỡ không có túi. Em này không có túi. 60-65kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60-65kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy chốt cho em mã 65 nhá. 65 chị Si Tuyến ạ. Triệu Hà Nhi chậm chân 65 rồi. 65 chị Si Tuyển nhá. Si Tuyển đang bắt trên bên đấy đi. Bên dưới cái chân này đấy. Bên trên này là của bà tí. Dưới đấy Sapa. Em lên một em trắng nữa nhá. Em trắng này tay bo ạ.
Em trắng này tay bo 57-58 kg đổ xuống mặt vừa nhé. 60 kg đổ xuống mặt vừa. Vâng, 54 chốt rồi ạ. À đâu, 54 nãy ai chốt chị nhỉ? 54 là cái nào ấy nhỉ? Năm tư là của chị Bùi Hồng Mến. Năm tư của chị Bùi Hồng Mến nhá. Em lên em mới nhá. Em này tay bo nhá. Mặc free size đấy ạ. Nhưng Nhung ơi, năm tư của chị đúng không? Thích cái đấy vừa mất mặt. Đúng rồi ạ. Năm tư của chị Hồng Mến nhá. Năm tư của chị Bùi Hồng Mến ạ. Em này nhá. Em này free size ạ. 65 nãy em chốt rồi. 65 chốt cho chị Si Tuyển nhá. 65 em chốt cho chị đấy, chị Si Tuyển ạ. Em này nào? Em này ai lấy chốt cho em mã 64 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 64 ạ, 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 64 ạ. Này em này đang tiểu thư này. Ai lấy chốt cho em mã 64 nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa. Mã 64 này 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 64 nhá. 64 đấy ạ. Trắng sữa nhá. 64 đẹp lắm. 64 mà dáng xuông xuông rất là xinh đấy ạ. Mã 64 nhá, 64 đây. 64 này mặc dáng xuông xuông xinh lắm ấy. Nó là bấm khóa nhá. À nó là bấm cúc bấm, bấm ạ. Cúc bấm nhá. Mà em bấm làm sao nó bị đẩy ra. 64 nhá, 64 này xinh lắm luôn đấy ạ. 64 nhá. 64 là free size nhá. Khoác như này cũng đẹp nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. 55 mình được. Vâng ạ. 55 của chị Hà Linh. 55 của Hà Linh nhá. Em này mã 64. Em này mã 69 nè. 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 69 nhá. 69 đây. 69 nó chỉ ở 50 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 69 rất là xinh nè. Mã 69 nhá. Em này nhỏ nhỏ cho 50 kg đổ xuống mặc được thôi nhá. 50 kg thôi ạ. Em này này chỉ là bao nhiêu? 69. Em này mã 69 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 69 ạ. Ai lấy chốt cho em mã 69 nhỉ? 69 chị Lưu Nga. Chị Lưu Nga là đơn mới à? Ừ, Nga 69. Chị Lưu Nga cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Thôi Lưu Nga khỏi cần đi, không phải comment số điện thoại địa chỉ nữa đâu. Ừ, khách quen. À. Em này nhá. Em này là dáng vest ạ. Em này 50-52 kg đổ xuống mặc vừa. Chắc chị mới vào. 50-52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho mã 52 ạ. Bao nhiêu ạ? À, dạ 79k một cái nhá. 79k một chiếc, mua 2 chiếc còn 150k và 3 chiếc còn 210k nhá. Dạ 79k một chiếc nhá. 79k một chiếc ạ. Em này nhá, chất giả đây ạ. Em này nãy em đọc mã bao nhiêu nhỉ? Cái gì đó 9 này. 9 gì ạ? Chị Mai Hao chốt 64 là con nào nhỉ? Có phải con này không? Đây chị hỏi chị Mai Hao 64 là em này đúng không? Chị ơi 64 nãy là con này phải không nhỉ? Mã trước em quên mất rồi. Chị Mai Hao có phải con này không ạ? Thì đúng rồi đấy, 64 chắc là đấy rồi. 65 là em kia đúng không? Có con nào rực rỡ không? Chắc là 64 không còn hàng si nữa hả? Cái này là hàng si mà chị. Cái này là hàng si đấy, chị Nhung chị đầu tư này. Bà Si Tuyển. Hàng này là hàng si đấy chị nhá, nhưng mà chị Nhung chị giặt cái hàng này rồi, giặt thơm tho rồi các chị về chỉ việc mặc thôi. Nên mặc cái nào cũng xinh. Cảm ơn chị Thảo Nguyễn nhá. Có cái nào đen nữa không? Đen thì nhiều lắm chị ạ, nhưng mà nãy mọi người cứ bảo là lên nhiều đen quá nên em lên mấy màu này trước. Vâng, chốt cho chị mã 64 rồi chị Mai Hao nhá. Chị Mai Hao cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Cái em đang mặc là 9 mấy nhỉ? Cái em đang 79 mặc hả? Vâng. Cái em đang mặc chị nào lấy chốt cho em mã 99 nhá. Em quên mã rồi, chốt cho em mã 99 đi ạ. Ai lấy chốt cho em mã 99 nhá. 99 dáng ngắn đấy ạ. Tầm 52 kg mà rất là xinh, dáng công sở rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã 99 nhá. 99 nhá. Chị nào tầm từ 43 đến
43 đến tầm 52 cân ạ, nó rất là xinh luôn. Đây em này khoác cũng xinh này. 399 nhá, 99 nhá. Cô 99 này giá rắn xinh lắm ấy. Mã 99 nhá, mã 99 nhá. Chị Mai Hâu cho em xin địa chỉ luôn nhá. 99 em lên mẫu mới luôn nhá, màu đen nè. Em lên mẫu em màu đen nhá. Màu đen nãy chị nào bảo lên nhỉ? Ôi đây có một em đen nhỏ xinh cực, đợi em tí. Em đen free size nhá. Free size 60 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Cái này đóng cúc ở đâu? Em này đóng cúc trong. Em này đóng cúc trong nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. 50 đến 60 kg mà rất là xinh nè. Mã 60 nhá. Mã 60 nhá, mã 60 đây ạ. 50 đến 60 kg mà rất là xinh nhá. Mã 60 nhá, mã 60 em đen nhỏ nè. Em này hơi nhỏ nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Eo này. Em này chỉ là 40 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 21 ạ. 40 đến 50 kg mặc vừa, mã 21 nhá. 21 đây. Ai lấy em này chốt cho em mã 21 nhá. Ôi xinh lắm, 21 này chị là người nhỏ nhỏ xinh nè. 40 đến 50 kg mà rất là xinh nhá, mã 21 nhá. Cái này kiểu cổ dựng ấy. 21 nhá, 40 đến 50 kg mà xinh lắm nè, mã 21 nhá. Nhìn xinh nhờ. Màu đen rất là xinh luôn, mã 21 nhá, mã 21 ạ. Em ấy mã 21 nhá, 21 đây. 21, 40 đến 50 kg mà rất là xinh nè, mã 21 nhá, 21 ạ. 21 nhá. 21 chị Bùi Hồng Mến ạ. Ok bà Hồng Mến 21, 21 ấy xinh lắm ấy. 21 chị đóng mỗi cái cúc này nhìn cũng sang. Nhìn sang chảnh. Địa chỉ kiếm hàng khi nhận không ạ? À được kiếm hàng khi nhận, lỡ gửi nhầm mẫu. Không không nhầm đâu ạ. Tại vì chốt cái nào thì là mình ghi luôn, mình cho luôn vào túi cho bạn rồi. Chốt cái nào là mình chốt luôn cái đấy nhá. À, nhà tớ chốt cái nào cho luôn túi của khách cái đấy luôn nhá, nên không bao giờ bị nhầm mẫu được ạ. Túi là ghi tên sẵn ở trên túi ạ, nên không bị nhầm đâu. Cái nào mà mình quên mã thì mình sẽ hỏi lại khách nhá, nên không sợ bị nhầm đâu. Em này kéo khóa nhá, 55 kg đổ xuống mặc vừa. Tầm 52 cân là mặc đẹp nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa, kéo khóa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Ai này em này chốt cho em mã 60 ạ. Kéo khóa chéo này, mã 60 nhá. Còn một cái lớp khóa bên trong nữa. Mình không kéo bị trùng trùng. Ai này em này chốt cho em mã 60 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa. Ai này em này chốt cho em mã 60 nhá. Mã 60 nhá. Pha một ít tay này thôi. Tay với cổ pha len nhá. Mã 60 nhá. 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 60 nhá, mã 60 cho quay cho em một túi nữa. Lớp một túi nữa rồi đi em. Mã 60 nhá, mã 60 đang cố đi quần khách. Mã 60 nhá, mã 60. 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 60 nhá, mã 60. Em lên mẫu mới luôn nhá. Chị nào 50, 55 mặc rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 60 nhá, mã 60. Lên em này nữa nhá. Em này xinh chưa? Em này là kiểu gì? Cho vợ một túi. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa. Không nhận được đâu em ơi. Đúng rồi, hàng bên chị Nhung mua rồi là chỉ có nghiện thôi. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 90 ạ. Chất dạ đây nhá, chất dạ của 90 rất dày. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá. Cái này có. Tôi em thấy cái này nó khoác không thôi thì đẹp hơn. Em này nếu khoác không thì đẹp hơn. Tại vì bên trong này, bên trong này nó trần một cái lớp này. Toàn cái đẹp mà mùa đông trốn đi đâu rồi. Mấy hôm nữa lại lạnh quá lại không có hàng mà chốt đấy chị ạ.
ngờ đó. Kiểu thật bất ngờ ấy. Vừa mới hôm qua nóng xong hôm nay đã lạnh rồi. Em này nhá, em này là cúc bấm. Em này là cúc bấm nhá, 53kg, 52-53kg đổ xuống mặt vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 ạ. 52-53kg đổ xuống mặt được. Không nhìn thấy nó ở đâu cả. Thôi đại loại là nó như thế này. Nó là cúc bấm ạ. Cúc bấm. Nhưng mà em không cúi được xuống để mà em bấm. 52 chị si tuyển nhá. Si tuyển lên chân này. 52 chị si tuyển ạ. Có phải nãy em đọc cái mã đấy là 52 đúng không? Đầu óc dạo này em bị sao ấy, đang làm cái gì mà quay ra làm cái việc khác, cái là quên. Hôm qua chị thế, tự dưng quên mã. Kiểu đang đọc mã xong rồi quay xuống cài được cái cúc, thế là quên luôn cái mã. Em này size M nhở, em này size M mã 11 ạ. Em này size M mã 11 nhá, mã 11 đấy ạ. Size M mã 11 nhá, mã 11 này đẹp nhỉ. 11 size M nhở. Em này dáng vét nhá, em này dáng vét mà kiểu nó hơi co giãn ấy. 53, 54 đổ xuống vẫn mặc được ạ. 53, 54 vẫn mặc được nhá. Size M. Ai lấy em này chốt cho mã 19 nhá. Ai lấy em này chốt cho mã 19 nhá. Em này có co giãn nhá. Mã 19, 19 có co giãn nhá. Kiểu... Không phải là dạ mà nó là cái gì nhỉ. Nó như kiểu là thun, thô, thun ấy. Đây này, nó co giãn được đấy. Cúc. Có áo da, không có áo da bạn ạ. Không có da, chị ơi, hôm nay chỉ có da thôi nhá. Em này xin tôi đúng với tôi giá, tôi giá thì tư vấn là mua cho các bạn. Em lên. Em này là kiểu màu tím, hơi pha kiểu màu tím tím. Em này các chị, em này là hơi đúng tuổi nhá. Các chị mua về cho các bà, các mẹ mặc được đấy ạ. Em này các chị mua về cho các bà các mẹ mặc được nhá. Đây này, em này kiểu lông lông mềm mềm nhá. Cái này mềm lắm, mua cho các bà các mẹ mặc được. Cái này thì tầm 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 99 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá, mua về cho các bà các mẹ nhá, tại vì màu này nó hơi đúng tuổi một tí. Màu này nó hơi đứng tuổi ạ, mua về cho các bà các mẹ mặc cái dạ này mềm lắm. Mà ấm dã man luôn. Dạ hôm nay cái nào chả ấm. Mặc toát hết cả mồ hôi rồi kìa. Si tuyển à? Si tuyển, chị si tuyển mã 99 nhá. Mã 99 trước cho chị si tuyển ạ. Em này xinh chưa? Em này hơi nhỏ nhá. Em này 50-52kg đổ xuống mặc vừa. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. 50-52kg đổ xuống mặc vừa. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã 90 nhá. Đây. Mà Hồng Mến còn đây không? 90 này xinh này ạ. 50-52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 90 nhá. Ai lấy chốt cho mã 90 nhá. Mệt thật. Chắc rất là đẹp luôn đấy ạ. Thôi cố lô ba nữa rồi ăn gì. Không mã hiểu sao nhá. Mấy ngày mà Nhung bà nói suốt ngày được. Đây em mới nói có nửa ngày đúng không? Mới nói có 1-2 tiếng chứ mấy. Sắp quen rồi đấy. Sắp quen rồi đấy. Mã nhiêu chốt em 90. 90 nhá. Ai đấy? 90. Chị Huyền Thanh chốt em 90 ạ. 90 xinh lắm. Vâng ạ, 79k một chiếc nhá. Mua 2 chiếc còn 150k. Mua 3 chiếc thì còn 210k nhá. Mã 90. Mã nhiêu? 90. Bạn Huyền Thanh có lấy 90 không nhỉ? Không lấy thì để mình chốt chị si tuyển nhá. Từ nãy chưa chốt được con nào. Còn nhiều lắm nhưng mà. Huyền Thanh có lấy 90 không? 90 đẹp lắm ấy. Huyền Thanh có lấy 90 không để mình chốt cho chị si tuyển nhé.
Em lên với em màu đen nhá. Đen này về khâu lại của em cái tay. Cái tay của em đen này bị ấy chỉ ra rồi. Các chị về khâu lại giúp em cái tay nhá. Huyền Thanh 90 hả? Huyền Thanh đấy 90 ạ. Có cái nào free size cho người mập không? Quá nhiều lắm chị ơi. Chị nào hỏi đấy. Chị ơi, free size cho người Hà. Mập gọi là siêu nhiều luôn. Vừa em lên nhiều lắm ấy. Chị Si Tuyến ơi, chị Huyền Thanh chốt 90 trước rồi. Em này bị mất cúc rồi. Các chị về thay cúc giúp em nhá. Em bán cái này em bán cái này 49k nhá. Cái này em bán 49k nhá. Các chị về thay cúc giúp em nhá. Các chị về thay cúc giúp em nhá. Em này 49k ạ. Em này cho 50-52kg đổ xuống mặc vừa dáng. Dáng dài dài khoác cũng được. Ai đấy em này chốt cho em 349 nhá. Ai cũng khách mà cho mình quay với. Không, em không ưu tiên đâu ạ. Tại vì nãy là chị Huyền Thanh chị hỏi trước. Chị hỏi trước chị. Nên là nhưng mà chị viết không rõ, em không hiểu chị viết cái gì. Chứ không phải là ưu tiên đâu. Nãy chị Huyền Thanh chị comment trước mà. 49, 49 cho chị Lưu Nga nhé. Và Lưu Nga về khâu lại của em nhé. 90 90 nãy là em rồi. Em thấy chị Huyền Thanh chị ấy bên trên trước kia nhỉ. Đây là lúc chị Huyền Thanh chị chốt là mã nhiêu chốt em 90 gì đấy. Nhưng mà chị viết không xấu em không đọc được. Xong rồi mới đến chị Si Tuyển 90 chứ. Lưu Nga 49 chị Lưu Nga nhé. Chị xếp cái bóng lên nhau xong rồi chị lại phải lôi từng túi vào ra. Em này nhá. Em này là phối phối đoạn này như kiểu phao ấy. Chẳng biết tả là cái chất gì. Cho mình quay resize. Phải resize bây giờ lôi lên. Khoảng bao nhiêu cân? Chị Nguyễn Hà bao nhiêu cân ạ? Các chị cứ cãi nhau. Vâng ok ạ. Cái này là bao nhiêu cân nhỉ? Em này 60 cân nhá. Em này 58-60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 58-60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 58 ạ. 58-60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. Nhặt cho tôi. Ai lấy chốt cho em mã 58 nhá. 58-60kg đổ xuống mặc vừa. Cái này là phối, phối một đoạn kiểu như phao ấy. Cái vải, vải, cái vải để dùng. Em lên mẫu mới nhá. 58 cho Nguyễn Thành Công. 58 anh Nguyễn Thành Công ạ. Nguyễn Hà 75kg. Thế là nãy có một cái đen đen to to á. Em này dáng dáng vét nhá. Huyền Thanh. Huyền Thanh cho số điện thoại. Huyền Thanh khách ở đấy đúng không? Vâng. Em này như kiểu vét của đàn ông. Phải không? Em này là dáng vét nhá. Cho ai mà đứng đứng tuổi một tí ạ. Em này tầm 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Mã 90 nhá. Mã 90 hơi đúng tuổi ạ. Em này dạ một lớp. Em này là dạ một lớp nhá. Hơi mỏng. Em bán 49k. Em bán 49k em này nhá, màu be. Cái này dạ hơi mỏng, các chị khoác mùa này là được ấy. Chị nào mà sợ mùa đông năm nay nó không lạnh ấy thì lấy em này đi, 49k thôi. Em này free size nhá, 60kg đổ xuống mặc vừa. 60-65 mặc được. 60-65kg mặc được nhá. Hả? 60-65kg mặc được nhá. Ai lấy em này... Nãy em gặp má chứ nhỉ? Ai lấy em này chốt cho em mã
49k. 49k chị Đan Vy nhé. Vẫn tia được để mà rút. Chị nào nãy hỏi dáng free size này. Em này to. Chị Hà. Chị Hà, chị Hà gì đấy? Cái này chị vừa này. Đây này. Em này chị vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã. Mã bao nhiêu nhỉ? 00. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 nhá. Mã 00 này. Chị nào nãy bỏ 75kg ấy, chị 75kg là mặc được ấy. Em này mã 00 nhá. Cái này là free size, 75kg vẫn mặc được ấy ạ. Em này tay hơi bo một tí nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 00 nhá. Mẫu cao 1m6 nhá. Mẫu cao 1m6 anh Nguyễn Thành Công ạ. Và Phượng Quy cài nút. Cài nút để lên giá cho các chị xem. Cái xong em vẫn bỏ ra cho các chị xem cả cái lúc không cài mà. 00 chị Nguyễn Hà nhá. 00 chị Nguyễn Hà. Để đợi em xem còn em nào chị vừa không nhá. Đợi em một tí nhá. Đợi em lên dần xem có còn cái nào cho chị Nguyễn Hà không nhá. Chị Nhung ơi, chị đọc comment đi. Nhiều người comment quá em không đọc được. Mắt chị cận. Mắt chị có nhìn thấy cái gì đâu. Chị xem vào điện thoại em này. Tại mắt em cận nên là cứ nhìn nó khó. Nhiều người hỏi phải cái chứ gì bảo em sao không lúc rõ. Chị Mai chị cứ dí mắt vào cái điện thoại để chị nhìn đấy. Em này ạ. À, em này cái này cũng hơi đứng. Cái này các chị mua về cho các bà, các mẹ cũng được ấy. Em này tầm 60kg đổ xuống mặc được nhá. Mình ở bao nhiêu nhỉ? Ngõ 1 Bùi Xuân Trạch. Ngõ 1 Bùi Xuân Trạch nhá. Em ở ngõ 1 Bùi Xuân Trạch ạ. À. Ai lấy em này chốt cho mã và... Đấy, quên mã nữa rồi. Lấy cái này chốt cho mã 00 nhá. Ai lấy cái này chốt cho mã 00 ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho mã 00 ạ. 00 này các chị mua cho các bà, các mẹ cũng được nhá. Có màu hồng không? Ai lấy cái này chốt cho em mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chốt giảm một lớp. Giảm một lớp có người chốt rồi chị ạ. Giảm một lớp có người cho mất rồi. Em này chị mặc vừa. Em này ạ. Em này cũng free size nhá. 56kg. Em này cũng free size này. Chị nãy chị đọc comment cho chị không nhìn thấy. Em này cũng free size nhá, chị Nguyễn Hà mặc được cái này này chị ơi. Cái này 75kg vẫn mặc được nhá. Em này rộng lắm, tại vì nãy em phải thắt đai ấy. Nếu mà ai mà không thích mặc rộng thì thắt đai cho em nhá. Em này thắt đai và xinh lắm. Ai lấy em này chốt cho em mã. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 đi ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Em này mặc free size cũng được. Hoặc là chị các chị thắt đai cho em nhá. Đây này. Chị Nguyễn Hà mặc vừa em này nè. Các chị thắt cho em cái đai nhá, nhìn đẹp lắm. Lên dáng đẹp lắm. Những kiểu free size như này thắt đai sẽ đẹp hơn. Đây nha các chị. Nhà 32. Chị Nguyễn Hà ơi, em ở nhà 32. Trên này có ngách 1 trên 62 ngõ 1 Bùi Xuân Trạch nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai lấy chốt cho em mã 90 ạ. Mã 90 nhá. Bạn ở Bùi Xuân Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội à? Vâng ạ. Đúng rồi chị Nguyễn Hà ơi. Chị gần đây qua xem hàng nhá chị nhá. Lựa cho nhanh. Em lên lốt 1-2 em nữa rồi em dừng đây, cái xanh này chưa like. Rồi em dừng chiều hôm nay tiếp nhá. Bà nào chưa mua được thì chiều mua tiếp nhá. Em lên một cái màu xanh nhá. Màu xanh này dáng vết ạ. Màu xanh này dáng vết nhá. Em này cũng mặc kiểu free size ấy. Free size 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Nàng like đi trả lời khách mất thời gian quá. Nhân dương. Chị tắt. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 ạ. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá. Em lên nốt em này em ngừng nhá. Chiều hôm nay tiếp nhá. Đi ăn đây hai chị em đối nhũng người rồi.
ai lấy em này chốt cho em mã 60 nhá, em lên nốt em này thôi ạ. Lên nốt em này em đi ăn cơm đã, rồi chiều hôm nay tiếp nhá. Chiều vẫn là dạ nhá, các chị vào xem nhá. Chiều mấy giờ anh chị? Ăn xong rồi tính. Ăn xong thì chắc là bây giờ mấy giờ? Chắc là tầm 1:30-2 giờ em lên tiếp nhá. Xong 1:30-2 giờ thì bọn em lên tiếp ạ. Bà là mua tiếp thì canh 1:30-2 giờ mua tiếp nhá. Dạ còn nhiều lắm. Chất nguyên một nhà đẹp. Chị em dạ. Máy em quay cho các bà ấy xem. Đây này, em quay cho các chị xem. Dạ nhà bà Nhung. Hôm nay chắc là mới chỉ được lai được xong khoảng độ tầm 50 chiếc. 1/10 cái chỗ cái đống của bà Nhung thôi. 1:30 nhỉ. Nó mới ít thôi, còn nguyên đống này em còn chưa mở mà. Các bà cứ từ từ thôi. Đây nhá, chị giặt. Chị giặt sạch sẽ, thơm tho hết cả rồi. Các chị về chỉ việc mặc thôi. Trong kia còn một ít nữa kìa. Đấy. Hàng hôm nay mới được có từng đây thôi. Thế nhá, em hẹn các chị tầm 1:30-2 giờ chiều hôm nay nhá. Trong khoảng 1:30-2 giờ. Ăn xong rồi tính ạ. 1:30-2 giờ nhá Huyền Thanh nhá. Em dừng like đây. Em tắt like nhá, bye bye mọi người nhá. Chị cao. Chào mọi người nhá. Em tắt like đi ạ. Tắt ở đâu nhỉ?